chiều ngày 30 tháng 6, huyện ủy Thủy Nguyên tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 6 tháng đầu năm, bổ khuyết các giải pháp nghiệp vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Vũ Thanh Trương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy. Về phía huyện có đồng chí Phạm Văn Lập, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị. Các đồng chí Phó Bí thư huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể, đơn vị, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng huyện ủy, các đồng chí Bí thư chi bộ, Đảng bộ trực thuộc huyện ủy. 6 tháng đầu năm, cùng với lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thành công nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, huyện ủy Thủy Nguyên tập trung cao công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đạt được kết quả toàn diện nổi bật, trong đó kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng cao, tổng giá trị sản xuất các ngành đạt 12.961,5 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt 705,5 tỷ đồng, bằng 50,1% dự toán thành phố giao, cao nhất trong các quận huyện trên địa bàn thành phố. Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt, hiệu quả với 38 dự án, khởi công khánh thành nhiều dự án công trình trọng điểm. Huyện hoàn thiện hồ sơ thủ tục các dự án xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại hai xã Gia Minh và Gia Đức. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm sâu sắc, đời sống nhân dân được cải thiện, đã xây sửa xong 120 nhà cho hộ nghèo, cận nghèo. Công tác an ninh quốc phòng được đảm bảo, hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2020, triệt phá thành công nhiều vụ án lớn, khai quật bãi cọc khu vực Đầm Thượng, xã Lại Xuân, khoanh vùng bảo tồn quần thể bãi cọc cao quỳ. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân tiếp tục đổi mới, đạt nhiều kết quả. Nổi bật là việc chỉ đạo thành công đại hội chi bộ đảng bộ cơ sở và kiện toàn sắp xếp cán bộ sau đại hội, đảm bảo đúng quy định, khách quan, dân chủ, kịp thời. Huyện tập trung chủ động chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức đại hội đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Thảo luận sâu một số nội dung trọng tâm như vấn đề thu ngân sách, vấn đề nông dân bỏ ruộng, cải thiện cơ chế chính sách hỗ trợ ngành nông nghiệp, vấn đề xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, xây sửa nhà cho hộ nghèo. Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án cùng nhiều nội dung quan trọng khác nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2020. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vũ Thanh Trương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố đã ghi nhận biểu dương kết quả nổi bật toàn diện của Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị huyện Thủy Nguyên tập trung cao công tác bảo vệ và tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thủy Nguyên lần thứ 25. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Chú ý đảm bảo phát triển kinh tế gắn với nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng an ninh, ưu tiên giải phóng mặt bằng một số công trình dự án trọng điểm, tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch. Trên cơ sở các báo cáo, ý kiến thảo luận chỉ đạo của Thành ủy, kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Lập, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở, đồng thời chỉ ra những khó khăn tồn tại, từ đó xác định nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020, đó là: thứ nhất là tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020-2025 và tổ chức vào ngày 27 từ ngày 27 đến 29 tháng 7. Thế và chỉ đạo xây dựng ban hành các cái quy chế làm việc, chương trình công tác của toàn khóa, chương trình hành động của huyện ủy và tổ chức thực hiện ngay nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25. Thứ hai nữa là đảm bảo nhiệm vụ về thu ngân sách của cả năm 2020, thực hiện chi tiết kiệm hiệu quả. Về giải phóng mặt bằng thì phải đáp ứng kịp thời được các dự án đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn huyện. Thế bên cạnh đó thì chúng ta lại tiếp tục vận động nhân dân để tự nguyện hiến đất để thực hiện cái chương trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Và năm 2020 này, theo chỉ đạo của thành phố là chúng ta phải hoàn thành tại hai xã Gia Minh, Gia Đức, hai xã đầu tiên của huyện nhà để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Và một cái nội dung nữa, đề nghị các đồng chí tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt các cái nhiệm vụ văn hóa, y tế, giáo dục, các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, rồi đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đại hội đảng các cấp, giữ vững
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và các dịch vụ công trực tuyến, tổ chức thành công các kỳ họp Hội đồng Nhân dân huyện, xã và thị trấn, tổ chức các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, sau đại hội đảng các cấp, tuyên truyền các thành tựu, kết quả nổi bật của thành phố, của huyện, của các địa phương để tạo không khí tin tưởng, phấn khởi, đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, tiếp tục thực hiện rà soát, củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, kiện toàn các chức danh lãnh đạo sau đại hội theo phương châm, theo phương án nhân sự đã được phê duyệt, chỉ đạo hoàn thành chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ sở năm 2020 đã đề ra, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đối với cán bộ đảng viên và tổ chức đảng thuộc thẩm quyền, chỉ đạo sơ kết tổng kết các nghị quyết chuyên đề của huyện ủy có đích hoàn thành năm 2020, chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tổ chức ngày đại đoàn kết toàn dân với quy mô toàn xã trên địa bàn huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội tăng cường công tác tập hợp vận động quần chúng nhân dân thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Rồi thì tổ chức tổng kết công tác tổ chức đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 2 năm, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện và đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp năm 2021-2026. Kính thưa các đồng chí, trên đây tôi vừa tổng hợp một số cái nội dung kết luận của Hội nghị huyện ủy lần thứ 22. Cuối cùng, xin thay mặt Ban Thường vụ huyện ủy xin chúc mừng các kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm và mong toàn đảng bộ, các đồng chí đứng đầu cấp ủy sẽ tiếp tục quyết tâm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2020. Xin kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.